Và tiếp theo đó là về cái câu hỏi của chị Phạm Thị Thảo có gửi đến kênh tư vấn của Phong Thủy Tâm Nguyên, thì chị có câu hỏi như sau. Chào thầy Tâm Nguyên, thầy cho em hỏi là em sinh năm 1984 Giáp Tý, 85 Ất Sửu, con sinh năm 2005 và 2009, cùng với đó là năm 2017. Sang năm 2020 thì em định là nhà hướng Tây Nam là 213 độ chính mùi. Thầy xem hộ em có làm được không và làm tháng nào là tốt ạ? Thì rất là cảm ơn câu hỏi của chị Phạm Thị Thảo, chị có gửi lại trên cái kênh đó là tư vấn của Phong Thủy Tâm Nguyên. Thì với câu hỏi của chị Phạm Thị Thảo thì có rất là nhiều cái thông tin gồm đầy đủ tên vợ chồng con cái cùng với độ số chính xác hướng nhà. Thì với cái câu hỏi này thì anh Đức Trung thì anh giải đáp cho chị Thảo để làm sao chị nắm bắt được cái tháng cũng giống như là cái phương án để làm nhà. Vâng, cảm ơn anh Long, cảm ơn chị Thảo đã đặt câu hỏi đến với Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Ở đây rằng là chúng ta tiếp nhận được với những thông tin của chị, bao gồm là gia đình chị bao gồm trạch chủ là sinh năm 84 Giáp Tý, chị sinh năm 1985 Ất Sửu, con sinh năm 2005 Ất Dậu, bé nữa là 2009 Kỷ Sửu và bé nhỏ nhất là 2017 Đinh Dậu. Nhà chị đang là hướng Tây Nam 213 độ, tức là tọa Sửu hướng Mùi, đúng không ạ? Thì với việc là chị muốn động thổ trong cái năm 2020 này thì cũng xin trao đổi với chị là rất tốt. Năm 2020 hướng Tây Nam, cụ thể là tọa Sửu hướng Mùi, với hướng nhà của chị hoàn toàn động thổ được. Và chị có thể làm vào một trong các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 9 âm lịch, có thể động thổ vào một trong các tháng trên đó. Với cái hướng Tây Nam năm 2020 thì chúng ta lại động thổ tốt đó. Năm 2019 này thì không có làm được, tại vì 2019 thì ngũ hoàng đại sát nó vẫn đáo đến hướng Tây Nam. Trong một trong năm cái yếu tố sát mà chúng ta có tránh, đó là tránh cái việc ngũ hoàng đáo hướng. Do đó năm 2019 ngũ hoàng đại sát, tức là sao số 5 trong hệ thống tử tinh, nó vẫn đáo đến hướng Tây Nam của gia đình chị. Do vậy cái nhà chị là tọa Đông Bắc hướng Tây Nam thì năm 2019 không làm được, nhưng vận khí năm 2020 thì đã chuyển rồi. Do đó rằng là năm 2020 thì chúng ta lại làm được cái hướng Tây Nam này. Còn chi tiết cụ thể liên quan đến yếu tố về cách cục hình thế đất nó có làm được hay không, và bố trí thiết kế lên cái yếu tố là bản vẽ phong thủy, bản vẽ công năng kiến trúc phong thủy, hay là các cái bản vẽ liên quan đến thi công bao gồm là kết cấu kiến trúc, dự toán vật tư rồi là điện nước như nào đó, thì cần phải đến cái đội ngũ trợ lý Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi, cũng như là kết hợp cùng với thầy Tâm Nguyên để mà về khảo sát trực tiếp cái cách cục đất của chị, để xem là hình thế đất nó có được tốt hay không. Mong muốn của gia đình chị liên quan đến thiết kế công năng như thế nào, tầng 1, tầng 2, tầng 3, các công năng thiết kế ra làm sao. Sau đó thì chúng tôi mới triển khai về vẽ lên cái mặt bằng công năng 2D, và sau đó thì gửi cho chị duyệt với xem là đã đáp ứng được cái mong muốn đó chưa. Dĩ nhiên rằng là gửi cho chị duyệt thì ở đây rằng là thầy Tam Nguyên cũng đã duyệt trước rồi, để đảm bảo cái yếu tố rằng là yếu tố phong thủy và kiến trúc có được hợp lý. Khi mà chúng ta đã nhất trí với nhau về phương án cái bản vẽ công năng thiết kế như thế thì sẽ ra được các cái bộ hồ sơ còn lại, bao gồm là từ bộ hồ sơ phong thủy, rồi là hồ sơ kết cấu, hồ sơ kiến trúc, hồ sơ dự toán, hồ sơ điện nước. Đấy là những cái bộ hồ sơ đầy đủ để chị triển khai yên tâm làm một ngôi nhà. Thì trong các cái bộ hồ sơ này thì cũng xin thưa với các anh chị luôn, quan trọng nhất chúng ta cần xét đến đó là bộ hồ sơ phong thủy. Tại vì sao lại là cần cái bộ hồ sơ phong thủy? Tại anh chị khi mà tham gia khóa học kích tài lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Cũng sẽ thấy một điều đó là ở quê hay là ở bất cứ đâu, nếu chúng ta làm những ngôi nhà mà kết cấu kiến trúc khá đơn giản thì có khi là không cần bản vẽ thì chúng ta cũng vẫn làm được nhà. Cái chị đồng ý không ạ? Không cần bản vẽ chúng ta vẫn làm được nhà luôn. Rằng là ông thợ cả ông chỉ cần nhìn cái nhà xóm, đi vào thăm một lượt các cái công năng trong nhà và sau đó về đập nguyên cái nhà đấy vào cái khu đất của anh chị thì vẫn làm nên một ngôi nhà, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là làm xong mới thấy rằng là dự toán vật tư sao nó không giống như nhà ông hàng xóm. Ông ấy làm hết có A đồng thì mình làm hết B đồng, đúng không ạ? B lại lớn hơn A. Đấy, rồi là ông ấy làm cái nhà trông đẹp như thế mà sao làm lên nhà mình thì nhìn nó cũng không có đẹp cho lắm, là bởi vì nhà người ta có đầu tư, đúng không ạ? Nhà người ta đầu tư vào bản vẽ thiết kế, người ta đầu tư vào phối cảnh 3D, người ta đầu tư vào thi công kỹ thuật đầy đủ, thế cho nên làm cái nhà nó rất là chuẩn chỉnh. Thì nhà mình thì bắt đầu rút kinh nghiệm, cái nhà thứ hai thì bắt đầu mới thuê một đơn vị kiến trúc sư để vẽ lên cái bản vẽ, đúng không ạ? Lập lên bộ hồ sơ để làm nhà. Thế tuy nhiên là làm nhà xong thì các anh chị cũng sẽ thấy một cái trường hợp thứ hai, đó là làm nhà đẹp rất khang trang, nhưng mà từ đấy về sau thì thấy là tài lộc rồi sức khỏe rồi gia đạo rồi sự nghiệp rồi vợ con cứ lục đục thôi, không có đi lên phát triển, thì mới nhận ra một điều, đó là có yếu tố phong thủy của nhà nó không có được tốt. Thì lúc đấy các anh chị mới đi lo lắng và đi nhờ một người thầy phong thủy về để mà đo đạc rồi là khảo sát, đúng không ạ? Thì cũng khá khó, bởi vì cái trường hợp nhà chị đã lên kết cấu với kiến trúc đang ở rồi, bây giờ bảo tu tạo sửa chữa thì cũng vất vả, đúng không ạ? Mà đập phá đi chỗ này chỗ kia thì cũng khá là bừa bộn. Thế do đó rằng là khi mà chúng ta đã làm sai rồi thì đi khắc phục cái sai thì cũng vất vả lắm.
Do đó thì ở đây là một cơ hội của các anh chị đang được tiếp xúc với những kiến thức phong thủy chính tông của phong thủy Thái Nguyên chúng tôi, thì trước khi xây nhà thì chúng ta nên có cái sự kết hợp sâu sát giữa cả yếu tố về kiến trúc, quy hoạch và cả yếu tố về phong thủy nữa, thì hãy lựa chọn một đơn vị giỏi cả về kiến trúc và am hiểu tường tận cả về phong thủy. Thì cũng tiện ở đây cũng nói luôn các anh chị rằng là phong thủy Thái Nguyên chúng tôi là một trong những đơn vị uy tín và tự tin với cái năng lực của mình sẽ triển khai rất tốt đối với cái phương án về phong thủy và kiến trúc giúp các anh chị đấy, để tránh cái việc các anh chị lo rằng là cứ làm phong thủy thì lại sai kiến trúc, cứ làm kiến trúc thì lại sai phong thủy. Thì việc này các anh chị ở giữa cảm giác rất là đau đầu và không có phải kết nối nhiều bên, thì các anh chị hãy lựa chọn một đơn vị uy tín để mà triển khai, chị Thảo nhé. Thì nhân cơ ở đây thì cũng trao đổi với các anh chị và đưa đến cái thông tin giúp các anh chị như thế để hiểu rõ được. Chốt lại vấn đề, nhà của chị Thảo năm 2020 làm hướng Tây Nam rất tốt, chị có thể triển khai vào các tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch. Còn chi tiết 5 tháng ngày giờ như thế nào, phương án thiết kế ra sao, hãy để phong thủy Thái Nguyên tư vấn một cách cụ thể hơn. Chị nên gọi điện đến số 1900-2292 bấm nhánh số 2, hoặc đến trực tiếp văn phòng tại phòng 510, tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc lần sau các chị để lại số điện thoại cụ thể để đội ngũ trợ lý chúng tôi liên lạc tư vấn thì sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn chị Thảo. Xin cảm ơn cái sự giải thích và chia sẻ của anh Đức Trung. Thì chị Thảo thì chị nên ghi lại cái thông tin mà khi chúng tôi trao đổi với chị, tức là với cái căn nhà của chị tọa xỉu hướng mùi hướng Tây Nam 213 độ, thì nằm nhà vào được các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Thì đây là các tháng mà chúng tôi cung cấp cho chị. Còn cụ thể đó là chị muốn chi tiết ngày giờ như thế nào thì chị hãy liên hệ với phong thủy Thái Nguyên theo cái số 1900-2292 và bấm nhanh số 2 thì chúng tôi sẽ hỗ trợ chị. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Thái Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900-2294.